Xin chào mọi người, mình là Thủy, nhân viên cửa hàng xe máy Thành Phát. Hôm nay mình sẽ báo giá cho mọi người những dòng xe côn ở cửa hàng như là Sonic, Satria và Raider nhé. Đây, đầu tiên trước mắt mọi người đây là một cái phiên bản Sonic màu 3D, màu trắng đen xanh, bên cửa hàng đã độ lên sơn 3D nhé. Thì đây là cái giàn áo màu trắng kết hợp với cái tem Sonic màu xanh. Thì bên cửa hàng mình sẽ hỗ trợ lên màu cà vẹt của chiếc xe này là màu trắng xanh đen mọi người nhé. Đây, bên cửa hàng mình đã hỗ trợ khách hàng cái màu này, thì bên cửa hàng mình lên màu sơn rất là nhiều, tại vì khách hàng cũng rất là yêu thích cái màu này, nhìn nó rất là độc lạ và bắt mắt mọi người nhé. Thì hiện tại đối với cái phiên bản Sonic này thì đây là màu trắng đen, sáng điện sáng đen kết hợp đen xanh, thì đây là màu sơn 3D. Cái bên này là màu cam đen cũng kết hợp với lại cái tem Sonic chữ màu xanh mọi người nhé. Nhìn nó rất là bắt mắt và nhìn rất là lạ nhé. Cái màu này thì đi ngoài đường là cực kỳ là nổi luôn. Thì đối với cái dòng xe Sonic này, đối với phiên bản màu zin hiện tại bên cửa hàng mình hiện tại dao động chỉ từ là 56 đến 57, còn màu 3D thì mọi người chỉ cần cộng giúp mình từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tùy từng màu. Còn kế bên này là cái màu vàng đen, nên mình đã hỗ trợ khách hàng lên sơn 3D. Thì đối với cái phiên bản này thì bên cửa hàng có lên sơn 3D dàn áo và sơn thêm bánh bông nữa, thì nó nhìn nó rất là đồng điệu mọi người nhé, cũng kết hợp cái tem Sonic màu trắng. Thì bên mình hỗ trợ khách hàng đổi màu cà vẹt theo cái màu xe mà mọi người đang chạy để công an người ta kiểm tra, thì nó trùng khớp với màu cà vẹt thì không có vấn đề gì cả, mọi người vẫn chạy bình thường. Đối với dòng xe Sonic này thì hiện tại bên cửa hàng mình hỗ trợ khách hàng mua góp thì chỉ cần đưa trước khoảng 8 đến 10 triệu là có thể lên hồ sơ, và thủ tục thì vẫn như cũ, chỉ cần căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân, bằng lái chứng minh nhân dân hộ khẩu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Đây, còn kế bên này là dòng xe, đây là phiên bản Satria nhập khẩu nguyên chiếc mọi người nhé. Thì cái phiên bản này bên cửa hàng đã lên sơn 3D rồi. Cái màu này là màu xám xi măng kết hợp với lại cái tem chữ Satria màu vàng đen thì nó nhìn nó rất là nổi và bắt mắt. Thì bên cửa hàng mình hỗ trợ là xem sơn lên cái mâm màu bạc, nhìn cho nó đồng điệu với cái dàn áo này. Thì đối với cái phiên bản Satria này thì hiện tại bên cửa hàng mình có giá dao động chỉ từ là 56 triệu thôi. Còn đối với phiên bản Satria nhân ngoài thì hiện tại bên cửa hàng mình có giá chỉ từ 51 thôi. Còn đối với dòng này thì bên cửa hàng mình hỗ trợ khách hàng là chỉ cần đưa trước khoảng từ 7 đến 10 triệu là có thể lên hồ sơ thôi mọi người nhé. Đây là cái phiên bản Sonic bên cửa hàng đã lên sơn 3D này. Tem này là tem dẹp son mọi người nhé. Cái này là dàn áo màu cam kết hợp với lại màu trắng, có cái chữ dẹp son màu đen. Sự kết hợp của ba màu này rất là đồng điệu mọi người ạ, nhìn nó rất là bắt mắt. Mọi người xem ở trong video thì có thể không rõ, nhưng mà ở ngoài thì nhìn nó rất là bắt mắt. Đây, bên cửa hàng mình đây đã hỗ trợ là cái tem sơn dàn áo, cái màu này là màu zin mọi người nhé. Cái bánh mâm màu zin nhìn nó rất là bắt mắt, nó trùng khớp với lại cái tem màu đỏ ở trên này. Còn cái bên này là cái phiên bản Sonic, màu này cũng là màu 3D, bên cửa hàng mình sơn 3D lên. Màu này là màu bạc, bạc như là bạc bóng mọi người nhé. Màu này nó rất là lạ, nhìn nó rất là lạ, kết hợp với lại cái tem chữ Sonic màu vàng như mọi người thấy, nhìn nó rất là bắt mắt và độc lạ nhé. Còn cái bên này là cái phiên bản của Satria, thì cái phiên bản màu này là màu 3D mọi người nhé. Bên cửa hàng mình cũng lên sơn 3D, màu này là màu xanh lá kết hợp với lại màu vàng và tem Suzuki Satria màu trắng nữa. Một sự kết hợp rất là đồng điệu, bên mình có hỗ trợ xe lơ 3D cái bánh mâm màu đỏ thì rất là đẹp mọi người nhé. Đây dành cho màu tím đen, dành cho những người mà thủy chung rất sự lừa dối. Rồi, ok, thì nói chung là bảng tem sơn thì cũng khá nhiều bảng. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua bảng nào thì mình chịu khó mình kết bạn qua Zalo của em Thủy để mà em Thủy hỗ trợ. Ở đây thì mình chỉ quay đại diện một số mẫu thôi. Mọi người thích xem thêm mẫu nào hoặc thích xem thêm màu nào thì có thể liên hệ qua Zalo, mình sẽ chụp hình gửi cho mọi người thêm chi tiết hơn. Thì ở đây thì hiện đây mình cũng báo luôn cái dòng xe Raider bên cửa hàng mình, thì giá của dòng Raider hiện tại cực kỳ là ưu đãi luôn. Thì Raider hiện tại có giá chỉ từ là 48 triệu thôi. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng 3 triệu là mình có thể hỗ trợ lên hồ sơ mua xe rồi. Mọi người mua xe ở cửa hàng mình tháng này thì có rất là nhiều quà tặng ưu đãi, thì bên cửa hàng mình có tặng nón áo mưa thay nhớt miễn phí, và đặc biệt là ai có tới cửa hàng có liên hệ trước với mình thì mình sẽ hỗ trợ giảm tiền xăng xe cho mọi người và hỗ trợ giảm cho mọi người 1 triệu nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Tạm biệt.